chào các bác nhé. Hôm nay em lên chia sẻ với cả nhà một ít những cái hàng thuần vừa mới cập đến tại vườn nhà em. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà mọi người nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Và toàn bộ những cái đơn hàng ở bên nhà em thì đều không bao ship nhá. Phí ship đồng giá là 35.000 một đơn hàng ạ. Đây, quay lướt qua toàn bộ những cái mặt hàng đang có sẵn tại vườn nhé. Hàng nhà em thì về số lượng lớn cho nên là mọi người mua sỉ, mua lẻ thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp qua hai cái số điện thoại em đã cung cấp ở đầu bài nhé. Sau đây thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng cái sản phẩm một ạ. Hàng nhà em về ngập nhà nhé cả nhà nhé. Đây, hôm nay lên báo giá cho các bác cái lô hồng cánh sen này. Bảo hành mặt hoa luôn cho cả nhà nhé. Đẹp chưa? 450.000 cây nhé các bác nhé. Đây, mặt hoa của nó đây ạ. Hồng cánh sen. Châu hoa Tết nhé các bác nhé. Trung bình một cây này thì đây em đếm luôn thực tế này. 2 này, 4 này, 6 này, 7 này. Nó cứ dao động từ 6 cặp lá đổ lên nhé cả nhà nhé. Dao động từ 6 cặp lá đổ lên. Hàng lá mít xếp đây ạ. Đây này. Đẹp chưa? Cái hàng này em bảo hành mặt hoa cho cả nhà nhé. Hàng này nó là cái hàng thuần rồi mọi người, cho nên là về mọi người để nguyên này, mọi người sang chậu cho em cũng được, hoặc là các bác cắt cái vỏ nhựa bên ngoài ra mọi người ghép vào lũ cũng được nhá. Đó, hàng cây to đẹp luôn, nó cứ dao động tầm 6 cặp lá đổ lên nhá cả nhà nhá. Đây các bác nhìn này, cuống hoa năm ngoái này, cuống hoa cũ này. Đó, đẹp thế nhở. Mít nhá, lá mít xếp này. Để như này mọi người mới nhìn thấy cái độ mít của nó. Bản lá to nhá. Đây này, rễ này, nó ra này. Cây nó cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đây về nhà các bác này, những cái rễ già này mọi người cắt nó đi nhá. Cắt nó đi để nó nuôi cây, nuôi cái rễ mới ạ. Hôm nay em lại lên chia sẻ với các bác một cái dòng lan mới toanh nhá. Đây, thiên nhung đỏ này. Hàng thân thủ lá mít nhá, để mọi người nhìn này. Lá xếp đẹp chưa? Hàng này thì em đang bán là 180.000 một cây, chưa có phí ship nhá. Em lấy cho mọi người xem cái mặt hoa của nó. Cái dòng này nó là cái dòng hoa mùa hè nhá. Có sắc đỏ rực này, rực lửa luôn, những tháng năm rực rỡ đây. Hoa thì nó cứ nở rải rác bắt đầu từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 8, tháng 9 dương nhá cả nhà nhá. Đây mọi người nhìn cái bộ rễ của nó này. Thích chưa? Cái dòng này nó là cái hàng rễ gió nhá. Cho nên là về mọi người để như này mọi người sang chậu cũng được, hoặc là mọi người ghép vào lũ cũng được nhá. To đẹp luôn này. Lá xếp so le nhá. Đẹp quá. Đây mọi người nhìn này. Hàng bao đẹp cho các bác nhá. Bao đẹp, bao lỗi lá này. Tê luôn. Cái hàng này lá của nó rất là cứng nhá. Nó mỏng nhưng mà lá của nó rất là cứng này. Xuất sắc luôn, hoa đỏ rực nhá. Cái này lưu ý với mọi người, nó không phải là phượng vĩ nhá. Không phải là phượng vĩ đâu ạ. Em zoom cái kia mặt hoa cho mọi người nhìn rõ nhá. Cái hoa phượng vĩ ạ, thì cái cánh của nó sẽ nhỏ hơn và nó dài hơn nhá. Cái cánh hoa này nó tròn nhá, đầu tròn nhá.
trầm tím nhá các bác nhá. Hàng thân nù lá mít này. Mọi người nhìn này, thân mập chưa? Một bảng như thế này thì em đang bán là 130.000 và em ship từ 2 bảng trở lên. Các bác lưu ý giúp em là toàn bộ những cái giá em báo đến mọi người là giá chưa bao gồm phí vận chuyển mọi người nhá. Đó. Hàng thì tầm này có những cái bảng nó đang có nụ, còn có những cái bảng thì nó đang là dạng mầm nhá. Đây, như cái bảng em đang cầm trên tay này, nó là cái dạng mầm mới này. Đó. Đây đang thực tế là đang có một ít những cái bảng nó đang có hoa bói nhá. Đây mọi người nhìn này. Tím ngắt, tím đậm luôn nhá. Cái dòng trầm này thì hoa nó cực kỳ thơm và bền. Cái thời gian hoa của nó thì mọi người phải chơi được khoảng tầm 1,5 tháng nhá. Đây có những cái bảng như này này, là nó đang xuống lá nhá, đang xuống lá để nó ra hoa đây ạ. Hôm nay nhà em về được một cái dòng Denzo Thái nhá, Denzo da da này. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn, mọi người nhìn này, thích chưa? Em đang bán 200.000 một combo 3 cốc như thế này. Hiện tại bên nhà em thì nó đang có 3 màu hoa nhá, Denzo này, hiện tại đang có 3 màu hoa. Trắng họng đỏ này. Trắng họng đây nhá, nó là trắng họng tím đấy ạ, trắng họng tím. Một cái là màu tím này, một cái là ám nhá. Đây, ám đây. Đấy, xuất sắc luôn. Cái dòng Denzo này nó đặc biệt ở chỗ là nó cho hoa quanh năm. Nó hết cái đợt này, nó lại ra cái đợt tiếp theo. Có nghĩa là mọi người chơi cái này nó rất là kinh tế nhá. Vừa rẻ vừa đẹp, cho hoa quanh năm luôn này. Đây, ở đây em có ghép một chậu nhá. Một chậu này của em là 6 cốc, tính ra là có 400.000 thôi. Đẹp chưa? Khi mà mọi người mua từ 10 cốc trở lên thì em sẽ bao ship cho cả nhà nhé. Mua từ 10 cốc trở lên này, bao ship này. Đây, cái chậu này của nhà em là em đang ghép 6 cốc đây. Tùy từng size chậu nhé cả nhà nhé, tùy từng size chậu này. Mọi người có thể ghép 3 cốc, 5 cốc hoặc là 6 cốc nhé. Đó, em cứ bán một combo 3 cốc. Đây, một combo như thế này, 3 cốc này. Ba cốc này, 200.000, chưa có phí ship nhá. Cái Denzo này hoa của nó cực kỳ bền nhá cả nhà nhá. Đây này, hiện tại nhà em nó ở bung như thế này nhưng mà về nhà mọi người phải chơi được một tầm 1 tháng, hơn 1 tháng nữa nhá. Denzo hoa rất là bền luôn. Nhìn này, cực kỳ bắt mắt nhá. Lan Hải Yến nhá cả nhà nhá. Hàng đẹp mướt mát chưa? Cây to. Một cây như thế này em bán với giá là 130.000 nhá các bác nhá. Hàng tầm này đang có nụ này, một chậu một cây nhá. Đây mọi người nhìn nụ của nó này. Cây to lắm, lá xếp đẹp luôn. Mặt hoa của nó đây ạ. Nhìn yêu chưa? Hàng đang có nụ đây nhá cả nhà nhá. Đây này. 100% cây nào nó cũng đang có nụ luôn. 130.000 là chưa có phí ship và em ship từ 2 cây trở lên nhá các bác nhá. Mọi người lưu ý giúp em là cái Hải Yến đợt này em về nó là cái chậu một cây nhá. Đây này. Đẹp dã man luôn. Hải Yến đỏ đây ạ, Hải Yến đỏ đây. Đây này. Và thực tế luôn nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Cái dòng này cây nó bé thôi nhưng mà cái hoa của nó ấy ạ, cái vòi hoa của nó cũng tương đối to nhá cả nhà nhá. Hải Yến này thì nó có hương thơm nhẹ nhàng, phù hợp với lại cái thời tiết mùa hè nhá cả nhà nhá. Đấy. Siêu nụ luôn này. Thanh đạm Indo của nhà em về hàng nhá cả nhà nhá. Đây, mặt hoa của thanh đạm này. Một chậu thanh đạm này thì em vẫn bán với giá là 350.000 một chậu, chưa có phí ship. Thanh đạm 1 năm cho 2 mùa hoa. Cái đợt hoa đầu tiên thì nó sẽ rơi vào cái vụ hè này. Có nghĩa là từ cái tháng này thì đến tầm tháng 8 nhá mọi người nhá.
đợt hoa thứ hai là nó rơi vào thời điểm Tết âm lịch ạ. Đó, đây đợt này mọi người nhìn cái lá của nó được cải thiện rất là nhiều luôn nhá. Nó không được mướt mát 100% nhưng mà nó cũng tương đối nhá. Đây này, mọi người mà thích chơi cái hoa dày một suối hoa như này thì mọi người ghép khoảng tầm 2 đến 3 chậu nhá, là nó sẽ cho ra một cái suối hoa như thế này. Đó, thanh đạm hoa cực kỳ thơm, có hương thơm mát, hương thơm mát bền, rất là bền hoa. Riêng đối với thanh đạm Indo này mọi người phải chơi trên dưới tầm 2 tháng nhá, nó bền lắm ạ. Đây này, cứ mỗi một cái giá hành nhá, cứ mỗi một cái giá hành như thế này thì nó sẽ cho hai vòi hoa đây này, như thế này này, cứ mỗi một giá hành là sẽ có hai vòi hoa nhá cả nhà nhá. Cái hàng này về mọi người sang chậu nó cũng rất là đơn giản, các bác về các bác cắt treo cái chậu nhựa bên ngoài này, mọi người để nguyên cái bầu cây của nó bên trong nhá, mọi người đặt sang một cái chậu khác. Cây mướt mát luôn, đẹp lắm. Tầm này mầm gốc nó cũng đang phát triển rất là mạnh luôn này. Đây này mọi người nhìn mầm gốc này, nó đang lên chi chít luôn nhá. Đen dỗ Úc hàng hoa Tết thì em lại về bổ sung thêm nhá cả nhà nhá. Giá vẫn giữ nguyên không đổi, 350.000 một giò. Hàng thân mập ú nù này. Đây, béo ngậy luôn nhá. Cái dòng này thì nó cực kỳ là sai bông. Đây mặt hoa đây ạ. Cánh trắng nhá. À cánh tím. Cánh tím lưỡi trắng họng đen ạ. Cho hoa chuẩn Tết nhá cả nhà nhá. Đây sẽ em sẽ nhấc lên một giò cho các bác xem một giò này. Đó. Hàng thân mập ú nù nhá, béo ngậy này. To lắm. Cái dòng này về mọi người nuôi nó còn dài ra nhá, chứ nó không chỉ ngắn như này đâu ạ. Nó còn dài ra nữa nhá. Về cái cách chăm sóc thì cực kỳ đơn giản, một ngày đối với cái thời tiết nắng nóng như này, một ngày mọi người tưới cho em 3 lần nước. Tưới đỡ phần gốc nhá. Tuần 2 lần B1, khoảng 2-3 tháng này. Mọi người rắc cho em ít phân tan chậm hoặc là cái phân thông minh vào cái phần gốc của nó nhá. Toàn bộ nó đều là cái hàng thuần rồi nên đảm bảo mọi người là 100% Tết năm nay nó sẽ cho hoa. Trước khi mọi người chơi hoa đấy ạ, thì bây giờ mọi người chơi cành, chơi lá này. Rất là bắt mắt luôn. Đây này, nhìn cây nó mỡ màng nhá, béo ngậy luôn. Lá bóng nhẫy nhá các bác nhá. Ôi, cực kỳ đẹp, xuất sắc đấy ạ. Một cái mặt hàng tiếp theo nữa nó là cái giải hạt Pháp hoa Tết nhá cả nhà nhá. Hàng thân tím đậm đây. Ôi, hàng đẹp lắm luôn. Cái này nó là cái hàng ươm ki, hàng thuần năm thứ 3 nhá cả nhà nhá. Cái giải hạt Pháp thì đợt này em về nó có hai loại, một loại thân ngắn và một loại thân dài. Thân ngắn thì em bán là 380, thân dài là 400 nhá mọi người nhá. Còn đều đều bảng nào nó cũng sẽ có khoảng tầm 6-7 ngọn một thân đấy ạ. Em chưa tính những cái ki con nó đang lên nhá. Đây so sánh thực tế luôn cho mọi người này. Một bảng thân ngắn và một bảng thân dài này. Thân ngắn nhá. Thân ngắn đây thì chiều dài của nó thì nó đang sấp xỉ khoảng tầm 40-45 cm. Thân dài thì chiều dài của nó đang sấp xỉ khoảng tầm 60-70 cm nhá. Và đối với cái dòng thân thòng này này, khi mà mọi người chăm sóc tốt và mọi người biết cách chăm sóc ấy ạ, thì cái chiều dài tối đa của nó đạt khoảng tầm 1m1 đến 1m2 nhá. Đây này mọi người nhìn này, thân nó tím đậm luôn nhá. Mặt hoa của nó đây, giải hạt Pháp hàng hoa Tết nhá. Cái màu của nó cực kỳ đẹp luôn. Đó. Cái dòng này nó là cái hàng thuần rồi mọi người, cho nên là về các bác chỉ việc treo lên, tưới nước cho nó hàng ngày, đợi đến cuối năm nó cho hoa rồi nhá. Ở đây này, như mọi người cũng nhìn thấy nhá, là mỗi cái bảng dưới của nó đều có một cái túi phân như này. Thì khoảng tầm 2 đến 3 tháng mọi người thay cho em cái túi phân này một lần nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Giải hạt hoa hồng đỏ, hàng cho hoa chuẩn Tết nhá cả nhà nhá. Một giò giải hạt này thì em đang bán với giá là 500k, chưa có phí ship ạ. Đây.
hàng bao đẹp luôn. Mặt hoa của nó đây các bác nhá, nhìn yêu chưa, nhìn màu cực kỳ yêu luôn nhá. Cái dòng này nó tương đối là size bông cả nhà nhá, có hương thơm nhẹ nhàng. Trung bình một bảng như này thì nó cứ dao động khoảng tầm từ 14 đến 16 ngọn một bảng nhá, xen kẽ ngọn ngắn ngọn dài ạ. Đối với cái hàng thân thòng này khi mà mọi người chăm sóc tốt ạ thì chiều dài tối đa nó sẽ đạt được khoảng tầm 1m đến 1m2 nhá. Đây, hàng này nó là cái hàng thuần năm thứ 3, bước sang năm thứ 3 này. 100% là thân hoa nhá. Đây mọi người nhìn này. Cái rễ này nó bám dày đặc cái giá thể rồi nhá. Khoảng tầm 2 đến 3 tháng mọi người thay cho em cái túi phân này một lần nhá. Phân thì có thể là phân dê hoặc là phân thông minh nhá. Đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn này. Đây em có ít cái châu mini lỗi lá này. Em thanh lý nhanh cho mọi người 90.000 một cây nhá. Xít từ 2 cây trở lên. Châu Thái hàng thuần, bước sang năm thứ 3 này. Châu Thái hoa sổ số nhá, một loạt mặt hoa này. Cái hàng này thì đảm bảo với mọi người là 100% nó sẽ cho hoa trong năm nay. Thời gian giao hoa thì nó cứ dao động khoảng tầm từ tháng 11 đến tháng 2, tháng 3 âm nhá mọi người nhá. Đây mọi người nhìn rễ nó ra thích chưa này. Rễ nó ra căng phè luôn nhá. Trung bình một cây thì nó cứ có khoảng tầm 2 cặp lá rưỡi đổ lên. Đây cây đây. Mọi người lưu ý cho em là cái này nó là cái hàng lỗi lá nhá. Đây này, cái tình trạng lỗi lá này em sẽ xoay kỹ cho mọi người. Nó không lỗi quá nhiều đúng không ạ? Chỉ gọi là bị xước xác một chút hoặc là bị nứt một chút do vận chuyển nhá. Đây ví dụ như cây này này. Mất một chút đầu lá này. Hoặc là bị nứt lá này. Đó. Lỗi nhẹ thôi, lỗi lá nhẹ thôi nhá cả nhà nhá. Đây như con này này, bị mất tí đầu lá nhá. 90.000 một cây. Cái dòng này mọi người mua về mọi người bóc cái chậu ra mọi người ghép lũa cũng được, mà mọi người sang chậu cũng được nhá. Nó không nhỏ lắm đâu ạ. Hàng này nó là cái hàng cây chưa trung bình. Đảm bảo với các bác là 100% nó sẽ cho hoa nhá. Đây này. Mọi người về mọi người rút hẳn cái đói bên trong này lên cho em này. Như thế này này. Mọi người ghép vào cái giá thể mới nhá. 90.000 một em ship từ 2 em trở lên này. Đấy. Châu Thái có nhiều màu. Cái này em đang bán nó là cái hoa màu sổ số nhá, cho nên là em sẽ không chọn được chính xác 100% cho mọi người nhá, tương đối thôi. Bác nào mà lấy số lượng lớn đi ạ thì em sẽ bớt đi cho mọi người nhá.